Vào chiều ngày 12 tháng 7, cư dân mạng được phèn đứng ngồi không yên khi ốc Thành Vân bất ngờ đăng đàn cầu xin trên mạng xã hội. Cụ thể, trên trang cá nhân Chí Chủ, bà xã Trí Rùa đã chia sẻ bài viết nhắc tới sự việc cô cùng đàn anh hiếu hiền cố tình cà khịa bà chủ Đại Nam kèm lời phân trần. Xin đừng xuyên tạc, làm ơn, dịch bệnh và quá nhiều thứ phải lo toan, xin đừng làm mạng xã hội thêm tiêu cực, xấu xí. Anh em thân nhau nên bình luận, đùa vui, hoàn toàn cá nhân. Xin khẳng định là mình không cà khịa, ẩn ý gì bất kỳ ai. Mỗi người đều có phận sự của mình và ai cũng có mặt giỏi trong lĩnh vực của họ. Mình không dám có ý kiến, càng không bao giờ dám chê bai, cười cợt hay đả kích ai cả. Mình cảm thấy mình còn yếu kém và so với nhiều người đang lăn xả vào lúc này, mình chưa làm được gì cả. Hãy trả lại sự trong sạch cho Facebook như mục đích ra đời của nó, kết nối mọi người. Thương chúc cả nhà sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn. Theo đó, nữ diễn viên bày tỏ sự bức xúc, khó chịu khi status cùng bình luận vu vơ của cô trên Facebook cá nhân đã bị một trang tin bóp méo, khiến khán giả có cái nhìn sai lệch về bản chất sự việc. Một số khán giả đã hiểu nhầm ốc Thành Vân sau khi đọc được tít của bài báo dưới đây. Nghệ sĩ muốn nổi như cồn thì phải cà khịa cô Hằng, bây giờ chúng nó tận dụng chiêu bài này. Không ưa còn ốc muốn nổi tiếng ăn theo nhục. Ốc Thành Vân cho biết bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết và không bao giờ có ý định chê bai, đả kích bất kỳ cá nhân nào. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng, cô hy vọng người dùng sẽ đón nhận những thông tin tích cực, cởi mở và có chọn lọc để mạng xã hội là nơi kết nối mọi người chứ không phải tụ điểm gây tranh cãi. Bên cạnh đó, bà mẹ bà còn đặc biệt nhấn mạnh rằng cô không hề có ý đá xéo hay khiêu khích mà chỉ dừng lại ở lời nói vui đùa giữa anh em thân thiết. Cũng chính bởi vậy mà ốc Thành Vân thả thiết xin trang tin trên dừng việc xuyên tạc tiêu cực. Rất nhanh chóng, bài đăng của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ với lượt tương tác tăng liên tục. Ngay dưới phần bình luận, khán giả đồng loạt bày tỏ sự tin tưởng và trực tiếp thể hiện sự bênh vực thần tượng. Đặc biệt, Hiếu Hiền cũng lập tức để lại comment nhằm trấn an đàn em. Đời mà, anh em mình cứ trêu ghẹo nhau cho vui nhà em gái. Mình không muốn làm phiền ai, nên ai hiểu gì hiểu. Về phía Hiếu Hiền, trên Facebook cá nhân, anh cũng vô cùng bức xúc khi lời nói trêu đùa với ốc Thành Vân đã bị xuyên tạc, khiến anh vướng vào những ồn ào không đáng có. Cho đến hiện tại, sự việc trên vẫn được một số cư dân mạng bàn tán xôn xao với những lời lẽ khá tiêu cực, gay gắt.